Con đường dẫn vào thôn Tả Ván, xã Xín Trải, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang phải vượt qua con đường đất leo cao, vắt qua những sườn núi. Trời nắng đã khó, trời mưa, việc đi lại ở đây khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, 97 hộ dân ở thôn bao năm nay đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Ở thôn Tả Ván, trong khi lúa đáp ứng nhu cầu lương thực, thì kinh tế người dân dựa chủ yếu vào cây thảo quả và chè san tuyết. Hộ ông Đặng Văn Siêu có khoảng 1 hecta chè san tuyết trên núi cao. Mỗi năm ông thu được khoảng 1 tấn chè tươi. Để thu hái được chè từ trên núi về tới nhà đã vất vả, thì chè sau khi được sao và phơi, thêm một lần nữa, ông phải vất vả trở về trung tâm xã mới mong có người mua. Đi đâu cũng khó khăn, đường nào đến đường lên dốc nào cũng toàn dốc thôi. Không phải đường bằng máy, đường bị tụng cho đến thôn. Thôn là chỗ có đường bị thông. Nên đấy cũng rất vất vả, rất khó khăn, bán chè bán nọ kia cũng vất vả lắm. Hiện tại, nhu cầu đầu tư về hạ tầng ở xã biên giới này còn rất lớn, trong đó cấp thiết nhất là đường giao thông. Xã Xín Trải có 3 thôn thì hiện đều chưa có đường cứng hóa đến trung tâm thôn. Chương trình đầu tư của nhà nước thì theo chương trình nông thôn mới thì nhà nước 30 và nhân dân phải bỏ ra 370. Thì với chương trình đấy thì trên địa bàn xã thì tỷ lệ hộ nghèo, dân trí còn khó khăn nên là thực hiện cái chương trình nông thôn mới là 30-70 thì rất khó. Thực tế hiện nay, nhu cầu đầu tư về hạ tầng giao thông tại các vùng khó khăn còn rất lớn. Nhu cầu lớn, số lượng nhiều, cộng với kinh phí đầu tư về hạ tầng cao, nên để giải quyết, đáp ứng một cách đồng loạt nhanh chóng là không dễ. Chính vì vậy, song song với các chủ trương, chính sách đầu tư của Trung ương, thời gian qua, nhiều địa phương đã xây dựng những chính sách đặc thù, sáng tạo, thúc đẩy đầu tư hạ tầng ở các vùng khó khăn. Ví dụ như tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, ngoài chính sách hỗ trợ 100% xi măng làm đường giao thông nông thôn theo nghị quyết của tỉnh, thì huyện còn thực hiện nhiều chính sách kích cầu giao thông nông thôn như hỗ trợ thêm 150 triệu đồng một km cho các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn và 100 triệu đồng một km cho các xã vùng thấp mua đá, cát sỏi. Người dân hiến đất, nhân công làm đường, nhờ đó toàn huyện đã có hơn 2.300 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Thời điểm này, hộ gia đình ông Thàn đang thu hoạch dưa leo. Ruộng dưa này vào vụ, mỗi ngày ông thu khoảng 2 tạ. Trước kia chưa có đường bê tông, ruộng này ông chỉ trồng lúa, bởi đường khó đi, không có thương lái vào mua. Cây dưa leo được đưa vào trồng đại trà ở thôn Bắc Hoa kể từ ngày tuyến đường giao thông từ trung tâm xã đến thôn được cứng hóa. Hiện nay, thôn Bắc Hoa có gần 40 hộ gia đình trồng dưa với diện tích hơn 7 hecta. Mỗi ngày, con đường bê tông đã gánh hơn 10 tấn dưa, mang về gần 50 triệu đồng cho người dân nơi đây. Từ những chính sách của tỉnh cùng với sự hỗ trợ của huyện, người dân Bắc Hoa đang hướng đến con đường mới to đẹp hơn. Mong thế là nhà nước là tiếp tục tạo điều kiện mở rộng này con đường. Mở rộng ra 5 mét để bà con đi lại. Chúng tôi người dân sẽ đồng tình với nhà nước để mở rộng thêm con đường và công hiến để là hiến đất để làm mở rộng con đường. Xác định phát triển giao thông nông thôn là động lực để phát triển kinh tế xã hội, huyện Lục Ngạn đã chọn làm đường giao thông nông thôn là khâu đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Công khai, minh bạch, bàn bạc dân chủ rồi thống nhất cách làm nên được nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngõ số 2, thôn số 4, xã Quý Sơn có 10 hộ. Trước đây tuyến đường chỉ rộng hơn 1 mét, trơn trượt, đi lại khó khăn. Khi có chủ trương thực hiện cứng hóa đường bê tông trong thôn, các đoàn thể đã đi vận động nhân dân tham gia. Gia đình ông Đỗ Triệu Cường là hộ đầu tiên trong ngõ này nhiệt tình hưởng ứng, bởi gia đình ông có hơn 6 sào trồng cây nhãn, mỗi vụ thu hoạch hơn 10 tấn. Để bán được nhãn, gia đình trung chuyển gần 800 mét từ nhà ra đường để thương lái thu mua, vất vả vô cùng.
Khi có chủ trương, gia đình ông đã tự nguyện hiến 200 mét vuông đất. Được sự đồng thuận của cả xóm, ngõ số 2 nay đã rộng hơn 4 mét, ô tô tải có thể vào đến từng hộ dân. Thì là nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân thì là đóng góp ngày công, rồi là tiền để mua vật liệu, thì mới làm được con đường bê tông như thế này. Mà đất thì là ngày trước thì là đường nó hẹp, mà đi lại thì nó như chúng tôi cái mùa này thì là đi lại nó khó khăn lắm, nó mùa mưa mà. Thậm chí có lúc là những năm trước chưa làm đường ấy thì là xe vào mua nhãn như vườn nhà tôi này, nhưng mà phải để xe ở ngoài quốc lộ kia chứ không thể vào đến ngõ nhà mình đây được, là phải chuyển ra, thì rất khó khăn. Từ ngày làm được con đường bê tông các ngõ ngách của cái thôn này thì là nói chung xe bây giờ đều vào đến các gia đình. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, lấy đầu tư hạ tầng giao thông làm đòn bẩy, xã Quý Sơn đã phát triển được 2.100 hectare cây ăn quả, trong đó 1.700 hectare là cây vải. Sản lượng quả vải vụ vừa qua ước đạt hơn 12.000 tấn. Giao thông chính là yếu tố quan trọng để tạo đà phát triển kinh tế xã hội nơi đây. Thu nhập của người dân đến nay đã đạt trên 68 triệu đồng mỗi người, tăng gấp 6 lần trong 10 năm qua. Có đường giao thông phát triển thì đời sống của nhân dân phát triển nhìn thấy, đặc biệt là về cái giao thông đi lại thuận lợi cho việc mua bán. Đến bây giờ thì bây giờ chỉ còn tỷ lệ là 2% hộ nghèo. Huyện Lục Ngạn được quy hoạch là vùng cây ăn quả trọng điểm của khu vực và quốc gia. Tuy nhiên, xác định giao thông là điểm nghẽn cần tháo gỡ và phát triển. Trong 5 năm, Lục Ngạn đã huy động nhân dân hiến được gần 100 hectare đất, hàng trăm nghìn cây ăn quả và nhiều tài sản trên đất. Hạ tầng giao thông khang trang đã mang lại những đổi thay cho cuộc sống của người dân. Những con đường nhỏ, xuống cấp, khó đi ở các xã của Lục Ngạn đang được thay bằng một hệ thống giao thông mở rộng và kết nối. Điểm nghẽn về giao thông đang được cấp ủy, chính quyền và toàn dân cùng đồng thuận tháo gỡ, hứa hẹn những bứt phá cho kinh tế nông nghiệp của địa phương thời gian tới. Những năm gần đây thì huyện Lục Ngạn tập trung chỉ đạo bố trí nguồn lực để triển khai thi công các cái dự án giao thông kết nối vùng. Thế và cũng huy động sức dân thi công khoảng hơn 1.600 km đường giao thông. Xây dựng hạ tầng giao thông gắn việc đầu tư của nhà nước với trách nhiệm của người dân, huy động nguồn lực từ người dân cũng là giải pháp mà huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh triển khai từ năm 2017 nhằm phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn. Gia đình chị La Thị Ninh ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh sống bằng nghề nông, nên đất đai ruộng vườn gắn bó như máu thịt. Tuy nhiên, khi chính quyền địa phương cần sự chung tay của người dân hiến đất làm đường, gia đình chị đã sẵn sàng cắt một phần diện tích đất ruộng của mình. Con đường bê tông kiên cố vững chãi đưa bước chân người nông dân ra đến tận cánh đồng. Không chỉ hiến đất ruộng, chính mảnh vườn trước sân nhà cũng đã được gia đình chị Ninh hiến một phần để làm đường giao thông nối liền thôn xóm. Có con đường thì dân mình thì mới phát triển được. Nếu mà không có con đường đi thì xe cộ không đi được thì dân càng đi khổ. Cái gì cũng phải gánh vác hết. Nhưng mà có con đường rồi thì mình có xe, có đấy thì mình đi làm dễ dàng hơn. Hiến đất mọi người được đi, không phải là gia đình mình mà cả thôn, cả xóm ai cũng được đi hết. Góp một phần công sức cho thôn bản và cũng cho gọi là cho xã hội rồi. Gia đình mình cũng vui thôi. Phong trào hiến đất làm đường giao thông đã trở nên phổ biến, lan tỏa trong mỗi gia đình, tạo ra sự đồng thuận nhất trí cao. Nhờ đó, đến năm 2020, huyện Bình Liêu đã hoàn thành hệ thống các công trình giao thông kết nối tới tất cả các thôn bản của huyện với chiều dài hơn 250 km. Giao thông đi trước một bước, tạo đà để phát triển kinh tế xã hội. Nhờ vậy, hết năm 2022, huyện Bình Liêu đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, 36 trên 36 chỉ tiêu huyện nông thôn mới.
và sự hỗ trợ rất lớn từ cái nguồn vốn của tỉnh. Đến nay, đến năm 2020 là trên địa bàn huyện Bình Liêu đã kết nối 104 thôn bản, trên địa bàn đã có đường bê tông kiên cố, và có thể nói là tất cả các hệ thống đường giao thông trên địa bàn từ quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn đã được kiên cố đầu tư hoàn thành. Huyện Bình Liêu xác định phát triển, hoàn thiện hệ thống đường giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng có tính đột phá. Theo đó, giai đoạn 2021-2023, từ nguồn vốn của tỉnh và ngân sách của địa phương, nhiều dự án được triển khai như cải tạo, nâng cấp 22 hạng mục đường tràn vượt lũ, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Húc Động - Đồng Văn - Cao Ba Lanh kết nối đường 18C dài trên 43 km và nhiều dự án công trình giao thông nông thôn khác. Trong 7 năm qua, huyện Bình Liêu đã tập trung huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông. Đến nay, toàn huyện có 431 km đường giao thông, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2022, tất cả các xã thôn trên địa bàn huyện đã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Cả huyện chỉ còn 29 hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, chiếm chưa đến 0,4%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 62 triệu đồng. Tất cả các dự án giao thông nông thôn mà thực hiện trong chương trình nông thôn mới thì huyện đã huy động cả hệ thống chính trị và tuyên truyền vận động bà con là hiến đất, hiến cây và hiến trúc để bàn giao mặt bằng để đầu tư xây dựng. Và đến nay tất cả các hệ thống đường giao thông đã đầu tư hoàn thành. Tiếp tục đề xuất là đầu tư nâng cấp cải tạo các cái đường giao thông lên để đảm bảo cho việc là hiện nay huyện đang tập trung đầu tư về phát triển du lịch để tạo thuận lợi cho du khách khi lên du lịch. Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là nền tảng đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư nâng cấp hàng ngàn công trình giao thông nông thôn, cải tạo, duy tu và làm mới hơn 1.250 km đường liên huyện và gần 4.000 km đường giao thông liên xã, thôn, bản. Nhờ vậy, đến hết năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành địa phương đầu tiên của cả nước hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững sớm hơn 3 năm so với yêu cầu của Trung ương. Quảng Ninh là tỉnh sớm cụ thể hóa triển khai chương trình mục tiêu quốc gia. Các dự án, các tiểu dự án thuộc chương trình đã được triển khai thực hiện ngay từ đầu giai đoạn. Một số nhiệm vụ dự án hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông động lực, kết nối liên vùng đã được đầu tư, triển khai và tạo động lực cho sự phát triển của các địa phương. Hiện nay tỉnh Quảng Ninh đã không còn các cái địa bàn đặc biệt khó khăn và đã hoàn thành trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo số liệu từ Bộ Giao thông Vận tải, trong 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến 2021, đã xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và bảo trì, sửa chữa hơn 345.000 km giao thông nông thôn. Nguồn vốn của Bộ là 13.000 tỷ đồng, nguồn vốn do các địa phương huy động là trên 353.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, Đảng và Nhà nước tiếp tục dành nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều chương trình giải pháp quan trọng đã được xác định và đang được đẩy mạnh. Chúng tôi sẽ đôn đốc các địa phương là phải khẩn trương là hoàn thiện các cái văn bản hướng dẫn để cho nó đầy đủ, đồng thời là phải bố trí cái nguồn lực thực hiện nó kịp thời và ưu tiên nguồn lực thực hiện cho cái chương trình này. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là tổng hợp tất cả các cái khó khăn vướng mắc của địa phương để báo cáo ban chỉ đạo, báo cáo cấp có thẩm quyền để ra soát và sửa đổi bổ sung cho nó phù hợp. Rồi cái việc nữa là tiếp tục là đề nghị các cái địa phương và cũng như là các bộ ngành trung ương ấy là thực hiện cái việc là xã hội hóa nguồn lực cho việc thực hiện cái chương trình này để có thể là cái nguồn lực nó nhiều hơn. Khoảng cách địa lý cũng như hạn chế về hạ tầng giao thông lâu nay là nút thắt tạo ra rào cản và khoảng cách phát triển của địa bàn vùng dân tộc thiểu số so với các vùng khác. Hạ tầng giao thông đi trước để mở lối cho sự phát triển với vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, thì điều này càng trở nên quan trọng.
Cũng bởi vậy, thời gian qua, việc đầu tư hạ tầng giao thông ở vùng dân tộc thiểu số luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, mang lại đổi thay, thu hẹp khoảng cách ở nhiều vùng khó khăn. Giai đoạn 2021-2025, nhà nước dành 470.000 tỷ đồng cho phát triển hạ tầng giao thông trên cả nước. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số cũng dành riêng một hợp phần về đầu tư hạ tầng thiết yếu. Cùng với đó là những chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Những nguồn lực đó sẽ tạo sự đồng bộ giữa hạ tầng giao thông với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Con đường đến với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chắc chắn sẽ không còn xa.